shop phụ kiện 390 chào toàn thể anh em đam mê PCP. Hôm nay shop lên video giới thiệu anh em cái đồng hồ đo nhiệt độ cho máy bơm cao áp. Anh em nhé, đồng hồ đo nhiệt độ cho máy bơm cao áp. Tất cả các máy bơm cao áp đều sử dụng được hết anh em nhé. Và shop sẽ hướng dẫn cách tháo lắp cái đồng hồ đo nhiệt độ của máy bơm. Vâng, thì hàng bên shop là hàng miễn phí ship và được kiểm tra anh em nhé. Miễn phí ship và được kiểm tra. Thì đầu video mình công khai giá cái đồng hồ này luôn. Đấy. Giá là 120.000 đồng, hàng miễn phí ship được kiểm tra, 120.000 đồng. Đấy. Sẽ như thế này anh em nhé. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng đúng như này là 120.000 đồng. Còn anh em nào mà mua phụ kiện và mua thêm cái đồng hồ này chỉ có 90.000 thôi em nhé, chỉ có 90.000 nếu anh em mua thêm. Vâng, thì cái đồng hồ này sử dụng là sử dụng pin khúc áo em nhé. Anh em là mua đồng hồ muốn mua thêm một vỉ pin như này đây, thì là 150 em nhé. Một cái đồng hồ một vỉ pin như thế này là 150. Đấy. Thì shop sẽ hướng dẫn luôn anh em cách tháo lắp cái đồng hồ cũ ra. Ví dụ cái đồng hồ của máy bơm mình bị hỏng như thế này, thì một là anh em thay pin, hai là anh em hỏng cái đồng hồ thì anh em phải mua cái đồng hồ khác để thay thế. Cái máy bơm mà bị hỏng cái cảm biến nhiệt độ này, đấy, một là anh em không biết được nhiệt độ của máy bơm như thế nào, anh em cố bơm sẽ gây ra tình trạng là hỏng bơm rất nhanh. Và cái bơm nó giá trị của nó 3-4 gần 5 triệu đồng đấy, 3-4-5 triệu đồng một cái máy bơm, và một cái đồng hồ này chỉ có hơn 100.000 một xíu thôi. Nếu mà hỏng đồng hồ là anh em phải mua cái đồng hồ khác nhé, để bảo toàn cái bơm mình nó được bền nhất có thể anh em nhé. Thì bây giờ shop sẽ hướng dẫn cho anh em cách tháo lắp bơm, tháo lắp cái đồng hồ ở bơm máy CNC này nhé. Đấy, mình sử dụng là bơm máy CNC nên mình sẽ hướng dẫn anh em cách tháo lắp của bơm này. Thì đầu tiên đấy, mình phải xác định được cái đồng hồ mình cần thay. Đấy, anh em về máy bơm CNC sẽ có một cái rắc cắm để lưu thông nước, nó như này thì mình rút cái rắc này ra để cho đỡ vướng này. Đấy. Thứ hai nữa là đây có cái dây đo nhiệt độ này. Đấy, anh em thò tay ra sau này nhé. Đấy, anh em thò tay sau đẩy mạnh lên nhé, để mạnh lên đấy, đẩy mạnh lên thì cái đồng hồ này sẽ rời ra như thế này. Đấy, thì cái đồng hồ nó sẽ rời ra như thế này. Đấy, rất chi đơn giản thôi anh em ạ. Rồi anh em thay cái đồng hồ mới nào. Đấy, đồng hồ mới thì anh em có cái cảm biến nhiệt nó ở đây. Đấy, thì em rút cái dây cảm biến nhiệt này ra nhé. Đấy, rút một hai dây ra thôi, không cần rút nhiều đâu. Đấy, anh em đút cái bảng cảm biến nhiệt này qua đây, rồi anh em đấy, anh em ấn xuống thôi. Đấy, thế là xong rồi, anh em thò tay vào đây. Đấy, để anh em an toàn thì anh em rút hết điện ra nhé. Đấy, anh em rút điện ra nhé. Mình cũng không biết bên trong nó có dây nào hở không thì mình cứ phải rút dây ra. Đây, mình lại phải boi cái dây vừa lấy mình rút ra. Mình boi cái dây này ra nhé. Vừa lấy mình rút thôi ít này, các em cắm vào đây này, cắm cái dây này vào lỗ này này, cắm dây này vào lỗ này em nhé, cắm dây vào lỗ này là nó sẽ đo nhiệt độ được của máy em nhé. Bây giờ anh em sẽ test qua cái máy bơm luôn nhé. Đấy, thì cái này là cái dây nước, dây tuần hoàn nước thì mình lại cắm vào nhé. Đấy, anh em sử dụng thấy đồng hồ nó báo nhiệt lên khoảng 50 đến 60 độ C thì em phải cho máy nghỉ nhé.
nó báo nhiệt độ anh em nhé. Đấy, cái que này là que báo nhiệt độ. Đấy, thì anh em mua cái đồng hồ liên hệ với shop nhé. Đấy, shop về rất nhiều, tháo lắp rất là đơn giản. Ok, đồng hồ cũ rồi. Đây, còn anh em nào muốn lắp pin nhé. Đây, anh em muốn cách lắp pin này thì em đẩy cái này ra này. Đấy, anh em lắp pin vào là xong. Đây, đây lắp pin. Đấy, đấy, lắp pin vào là xong nhé. Đấy, nếu mà anh em và muốn lắp pin, đấy, lắp pin rất chỉ đơn giản thôi anh em nhé. Vâng, thì video của shop cũng xin kết thúc tại đây. Shop cũng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé.